Rồi em xin chào tất cả anh em nha anh em. Lay quay hết ngày cái chiều nữa. Mới nhận hàng tô châu về. Giờ quay bộ lửa này xong rồi cố gắng quay hai cây dên nữa. Nãy quay bộ số với cái bộ bù gông rồi. Hôm nay em ông anh của em ổng tiếp tục gửi cho em một bộ lửa quay thái cho mười đời 99 đẹp. Nói chung lửa này đẹp lắm anh em. Lửa dây con lửa mềm xèo mềm sụm rồi. Lửa dây mềm xèo rồi. Thấy không? Nè cục kích anh em dở lên nó kích. Nói chung đó, lửa mà mềm dây cứng anh em dễ biết lắm, anh em dở kích lên như nè. Anh em để nó sụ xuống là anh em biết liền à. Em dở thẳng lên như nè phải không? Để là sụ xuống như là anh em biết con lửa mềm mà. Kéo một hơi cái lấy tinh thần làm video anh em ơi. Rồi đầu tiên coi cuộn lửa trước đi anh em ơi. Cũng như thường lệ gì đó, nó lửa quay thái 110 đóng KGD. Lửa này lửa quay thái 110 đời 99 nha anh em. KGD ha. Đó, KGD. Đó, anh em thấy không? Không một miếng sét nha. Nói chung bộ lửa này đẹp lắm, báo giá với anh em luôn. Bộ lửa này em bán giá 1,7 triệu đó. Anh em nào mến thú em. Nè, cho anh em coi cho nét cho kỹ luôn nha. Bên sau này là không một miếng sét nha anh em nha. Đó. Trước nè. Anh em trên YouTube anh em cứ bình luận thoải mái, nhưng mà anh em đừng có những dùng những từ ngữ không hay em không thích ha. 17690 mãi cuộn lửa. Đây có đốm đốm lấm đốm chút xíu nè. Để sau khi quay video cái em ủ GB7 vô cái mà em lau lại là nó hết rồi. KGD đúng 110 anh em ha. Còn mấy lá thép của nó ha. Mấy lá thép rồi cũng đẹp luôn nè anh em thấy không? 08. Đó. Lửa này cuộn dây cuộn lửa rất là mềm nha anh em, mềm xèo à. Lửa đẹp mà, lửa mắc tiền mà. Tùy điều kiện của anh em thôi. Anh em muốn chơi nào thì em bán đấy. Mã kích là 9724 anh em nhé. 9724 nha. Rồi anh em nào mua nhớ nha, 9724. Không xét luôn nha, kích không xét luôn nha. Mới lấy về là còn sau là em chùi chùi là em quay luôn đó chứ có làm gì nữa hết trơn á. Đó. Mã kích là 9724. Rồi. Dây dắt là chỉnh tề. Bao anh em lắp nè anh em thấy không? Em còn chưa được chùi sạch cái này nữa nè, nó. Dây dắt là chỉnh tề cho anh em hết. Đó, dây mềm xèo mềm sụm nè. Đó. Rồi, dĩa đề. Không một miếng gợn ra anh em bóng hới nha. Nói chung á, lửa là mình coi coi tổng thể nó phải đẹp về tổng thể, dĩa đề đồ. Đó. Giá nó mắc là nó mắc ở chỗ đó thôi, dây cuộn lửa mềm, lửa đẹp. Không xét này nọ đồ. Đó. Bộ lửa này em bán 1,7 triệu, từ từ em lên qua lăng cho anh em coi. Thì vẫn như thường lệ đó, em tránh mất thời gian em nói sên đề hai con thằng làng con kẹp kích. Đó, đâu rồi? Kẹp dây điện cuộn lửa. Ba ốc nhỏ bắt kích đồ, trời chấm sơn đồ nó làm ghê quá. Chấm sơn luôn nghe anh em nha, chấm sơn xanh luôn nha, xanh mới chịu à. Nó có đời nó chấm hồng nữa anh em. Đó. 4-5 con ốc. Ô, đợt này ông anh cho dư ốc luôn trời. Ốc bắt cuộn lửa đâu nè anh em. Rồi giờ đi vô qua lăng nha. Tổ bị đề không có bắn ra nha anh em. Mấy lửa này lửa mắt không à, trong chưa xét luôn nè. Đó, thấy không? Rồi giờ mình lên qua lăng mình coi. Em xin nói lại nha, bộ lửa này là bộ lửa quay thái 110 đời 99, tình trạng rất đẹp. Qua lăng dần cháy luôn đó. Cựa là không miếng cọ luôn nè. Không một đốm nha. Đó, quay đủ tua đủ vòng cho anh em coi. FT GF4413. Đó. Rất đẹp anh em, qua lăng rất đẹp, vàng khè. Đó, qua lăng có khoan hai lỗ nè. Em để ý hổng gà em bán mấy bộ lửa 99 qua lăng khoan hai lỗ hơi bị nhiều quá. Khoan hai lỗ, ba lỗ tùm lum hết trơn á. Đó. Rất đẹp nha, thêm tua nữa nha anh em. Không một đốm nha. FT GF4413. Buổi chiều là em thích quay lửa dữ lắm. Buổi chiều em quay lửa hay được anh em ủng hộ lắm. Qua lăng dằn khè luôn.
qua lăng lên ánh hồng hồng vàng vàng hồng hồng luôn, sướng mắt chưa. Đó, ổ bị đề nè, cho anh em coi ổ bị đề chưa đốm gì nhiều nè, mới đang đốm một phải không. Quay từ từ cho anh em coi luôn nè, ổ bị đề rất là đẹp luôn nha anh em, chưa xét gì luôn nha. Đó, thấy chưa anh em, lửa này rất đẹp nha anh em, ở trong nè không cọ một miếng nào nha. Bộ lửa này em bán 1.7 triệu, tính ra rẻ hơn bộ lửa hôm rồi. Bộ lửa hôm rồi nó cũng đồng giá 1.7 triệu nữa. Mấy lá thép này chưa một miếng xét luôn nè, thấy không, mấy lá thép chưa một miếng xét nha anh em, trong 7 màu nè. Tại vì cái bộ này nó toàn diện nè, nó toàn diện từ cái ổ bi đề không xét luôn nè, hoa lăng đẹp không góc chết luôn, hoa lăng vàng cháy, nó vàng mà nó có cái ánh hồng hồng đỏ đỏ anh em. GF4413 sướng sướng tê tê, bởi vì em thích bán lửa là có bao nhiêu đó, mình được nhìn đam mê nó phê phê. Cửa chứ miếng cọ nó đã tới cũng chuyện thiệt, nãy giờ mấy vòng luôn à anh em ơi, không xét một miếng luôn, quá đẹp. Full bộ lửa quay thái 110 đời 99 em bán giá 1.7 triệu, dây cực mềm nha anh em. Chào anh em nha, anh em nào mến hú em 1.7 triệu nha, anh em mua hàng chuyển khoản giúp em nha. Rồi em chào anh em.